Đại dịch COVID-19 bùng phát gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, thu nhập không ổn định, khiến cho những lao động tự do khó khăn thêm chồng chất. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương thực hiện việc chi trả cho người lao động, trong đó có lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 310 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, góp phần giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Loan, ấp Súc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi đều là lao động tự do. Trước kia bà Loan bán quán cơm, còn chồng bà thì chạy xe ôm. Dù không dư giả nhưng cũng đủ trang trải chi phí hàng ngày. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bạc Liêu thực hiện giãn cách xã hội, hai vợ chồng bà giờ đều thất nghiệp. Nhờ số tiền được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 mà gia đình bà Loan và hàng ngàn lao động tự do khác trong tỉnh sẽ gỡ phần nào khó khăn trong cuộc sống. Nhà nước cũng hỗ trợ người được 1,4 triệu đợt đầu, rồi sau này có hỗ trợ thêm được 100,000 nữa. Cũng có thắc mắc, không biết sao mà cho 1,4 triệu và cho thêm 100 thì cũng có hỏi, thì ở trên thì cũng có giải thích cho biết là tại ở trên cũng cho thêm 100,000 là cũng như hồi lúc trước cho có 28 ngày à. Bây giờ cho thêm nặng cho chẳng 30 ngày, cũng nhờ nhà nước hỗ trợ. Thành ra cũng có tiền, cũng kịp thời, cũng như có tiền đang mua đồ, đang ăn uống hàng ngày. Chính quyền nhà nước được hỗ trợ tôi cũng rất mừng, cũng cảm ơn để giúp đỡ kịp thời. Mong muốn sau này cho mau hết dịch đi, là mình cũng tiếp tục công việc mới nữa. Hưng Hội là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Công tác rà soát, tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian khá dài. Nhưng địa phương cũng đã cố gắng cử cán bộ đến tận nhà để rà soát, cấp tiền hỗ trợ cho lao động. Trong quá trình mình thực hiện cái rà soát á, thì có một số cái đối tượng nằm trong cái khu cách ly và cái đang giãn cách xã hội, thì trong quá trình mình làm cái thủ tục cũng gặp cái khó khăn cho đơn vị, đặc biệt cũng khi khó khăn cho người được thụ hưởng. Thì đối với góc độ của ủy ban á, cũng đã giải thích cho những hộ dân này hiểu và đồng thời nữa để cùng chia sẻ với chỗ đơn vị. Qua đó thì sau khi mình cũng giải thích, rồi bà con người ta cũng đồng tình, ủng hộ. Qua khảo sát của các địa phương, số lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này có trên 145.000 người. Tính đến cuối tháng 9, các địa phương đã chi hỗ trợ hơn 130.000 lao động, đạt 91% số người được phê duyệt trong danh sách. Đây là nhóm đối tượng chiếm số lượng nhiều nhất và chịu tác động sớm nhất, bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch. Qua cái chính sách của chính phủ thì tỉnh cũng mạnh dạn đưa ra một cái chính sách đặc thù của tỉnh, tức là hỗ trợ cho cái người lao động không giao kết hợp đồng lao động, gọi là lao động tự do. Cái nhóm mà lao động tự do theo cái quyết định 310 là phải nói là nhóm này là nhiều nhất với cái số lượng lao động là tới 132.000 là 647 người trên 146.000 người, với số tiền chi cho cái nhóm này là tới 199 tỷ trên 216 tỷ đồng. Qua thời gian chi hỗ trợ thì đến nay thì phải nói là tiến độ mà chi cho cái lao động tự do thì đạt trên 91%. Và hiện nay thì đối với tỉnh mình thì do cái giãn cách xã hội cũng khá dài, cho nên nó là đang tiếp tục là rà soát lại những cái đối tượng mà nằm trong cái quyết định 310 cũng như quyết định 23 của chính phủ á, tiếp tục để là lập danh sách rồi là xét duyệt để gửi lên để làm sao là chi đúng, chi đủ kịp thời, không để là sót cái đối tượng. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đúng đối tượng, đúng quy định, các địa phương đẩy nhanh tiến độ trong quy trình cấp phát hỗ trợ để người lao động nhận được tiền trợ cấp sớm nhất có thể. Sự hỗ trợ kịp thời trong lúc khó khăn dịch bệnh là điều hết sức ý nghĩa để động viên người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh vượt qua khó khăn. Việc triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 310 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.